Đây là chỗ làm việc mới của cậu. À, vâng. Cậu vào làm việc đi. Vâng, anh cảm ơn ạ. Em chào anh. Anh em nhân viên mới có gì anh chiếu cố em nhé. Ờ, không thoải mái đi. Nam. Dạ. Tối nay tăng ca cho anh nhé. Vâng, em xin nguyện cống hiến và hết mình vì công ty ạ. Sếp cứ tin ở em ạ. Tốt lắm, cứ thế phát huy. Còn việc gì không, sếp giao cho em làm nốt đất trở, em làm luôn một thể ạ. Không, cậu làm như thế đủ rồi. Dạ vâng ạ. Ừ, làm việc tiếp đi. Anh ơi. Anh ấy là ai mà sao nhìn trung thành với công ty cơ vậy? À, ông ấy lương 50 triệu. Coi công ty như ngôi nhà thứ hai ấy mà. Chỉ cần sếp giao việc gì á, là hoàn thành hết mình luôn. Phương. Tối nay tăng ca cho anh được không? Tăng ca cũng được sếp. Nhưng mà muốn em tăng ca thì phải cho em thêm tiền ăn này, tiền xăng xe này, tiền làm thêm giờ này. Mà quan trọng ấy là đồ ăn của em ấy phải đủ một suất cơm sườn, một trà sữa và hoa quả tráng miệng. Đòi hỏi gì đòi hỏi lắm thế không biết. À được rồi. Thôi em làm với tiếp đi nhá. Anh ơi, chị kia như thế là sao ấy? À, Phương lương tháng chỉ 10 triệu thôi. Nhưng mà cuối tháng nào cũng ăn mì tôm mới uống nước lọc. Muốn cô ấy mà tăng ca ấy, phải đầy đủ điều kiện. Hai, tối nay tăng ca cho anh nhé. Không làm, em làm gì mà có thời gian để tăng ca cho anh. Cái thời gian đấy nhá, để em đi chơi game, đi tán gái, kiếm người yêu, kiếm vợ cho em, anh hiểu chưa? Em đến đây để làm việc, không phải đến đây làm trâu làm ngựa cho anh nhá. Anh ơi, cậu ấy là ai mà sao hống hách ấy? Lương cậu ta chỉ có 5 triệu thôi. Cậu ấy muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ mà. Công ty có đuổi việc cậu ta thì cậu ta cũng kiếm được việc mới làm ngay thôi. Hải vãi. Mà nói chung là nếu mà lương 50 triệu ấy, thì công ty chính thức là một ngôi nhà thứ hai. Còn nếu mà lương 5 triệu như cậu ta thì công ty cũng chỉ như quả bóng thôi. Thích đá đi cũng làm gì đã, bất cứ lúc nào. À mà lương có bao tiền đấy nhỉ? À lương em á, ở đây em xem. Sếp ơi, cho một ly cà phê ít đá, nhiều đường ấy.